Để phục vụ yêu cầu phát triển đô thị, tại Đà Nẵng cũng như nhiều đô thị lớn khác, ngày càng có nhiều dự án cầu vượt, hầm chui được triển khai để đảm bảo giao thông nội đô. Khi dự án triển khai, các hộ dân trong diện giải tỏa thì đều đã được giải quyết chế độ đền bù, tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận các hộ dân tuy không giải tỏa, di dời nhưng họ chịu thiệt thòi khi những cầu vượt, hầm chui ra đời bởi việc kinh doanh giảm sút đáng kể. Tại hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi được Đà Nẵng tổ chức mới đây, vấn đề này được nhiều đại biểu nêu ra và kiến nghị cần cụ thể hóa trong luật. Sau gần 8 năm khánh thành đưa vào sử dụng, nút giao thông khắc mức ngã ba Huế đã giúp giải quyết tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời tạo cảnh quan điểm nhấn kiến trúc cho cửa ngõ vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, với những hộ dân như ông Trương, từ khi nút giao thông này hoàn thành cũng là lúc công việc kinh doanh bị sụt giảm đáng kể. Mặt cắt đường giảm đáng kể, cầu vượt có tổng chiều cao lên đến 65m ở ngay trước nhà nên khách hàng dừng mua giảm khoảng 50%. Cái cầu vượt ngã ba Huế thành là hình thành thì cái việc kinh doanh hầu như là không hoạt động được. Là đoạn đường là rất là vắng, không có khách đi mà là kinh doanh là không được, nói chung là tất cả đều là đóng cửa hết. Nguyên một cái dãy từ ngõ Mô Huế đến Ngoại Nhu là không hoạt động được. Trước đây những nhà mà không hoạt động thì cũng cho thuê được, nhưng mà bây giờ người ta cũng không thuê luôn. Thanh Khê thì có cái nút ngay giao thông gọi khắc mức ngõ Mô Huế nè. Từ hiện nay là theo quy định thu hồi đất anh mới được đưa vào cái phương án giải phóng mặt bằng. Còn là không thu hồi đất thì cứ nhường đưa ra ngoài. Tuy nhiên họ không bị ảnh hưởng thu hồi đất, nhưng mà cái lợi ích của họ bị ảnh hưởng rất là lớn. Từ cái mà cắt thu hẹp thì họ đang kinh doanh tốt như thế thì coi như họ bị mất cái việc kinh doanh đi. Ngoài nút giao thông ngã ba Huế thì Đà Nẵng còn có nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý cũng vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, cùng với đó là các hầm chui trên đường Điện Biên Phủ Lê Duẩn. Vì sự phát triển chung nên dù có chịu thiệt thòi về mặt buôn bán kinh doanh, các hộ dân xung quanh cũng đã đồng thuận để dự án triển khai thuận lợi. Tại hội thảo góp ý luật đất đai sửa đổi do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức mới đây, nhiều ý kiến của các địa phương, các chuyên gia đã nêu lên thực tế này và đề nghị trong lần sửa đổi luật đất đai lần này cần được cụ thể hóa để các địa phương có thể hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong quá trình tổ chức triển khai các dự án, từ cái khâu xây dựng dự án cho đến tổ chức triển khai dự án, chúng ta thiếu vắng ở trong cái việc thẩm định dự án này. Thiếu vắng một mảng khá lớn, đó là những tác động về môi trường sống của cư dân ở trong vùng dự án và những tác động gây đến những cái thiệt thòi, những cái thiệt hại cho những cư dân ở trong vùng chịu sự tác động của dự án đó. Cần phải bổ sung chí ít là một quy định mang tính nguyên tắc cho vấn đề này và giao cho chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trong cái việc bố trí cái nguồn kinh phí này để phục vụ cho cái việc hỗ trợ tái định cư. Xây dựng cầu vượt, hầm chui là yêu cầu tất yếu trong phát triển giao thông đô thị hiện nay. Song từ thực tiễn triển khai cho thấy, cần thể chế hóa để có chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi những dự án này. Việc triển khai dự án với mục đích phục vụ phát triển kinh tế xã hội là điều cần thiết, nhưng cần cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và đảm bảo kế mưu sinh của người dân.